chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay là ngày 6 tháng 5. Em có dịp đến vườn mai vàng của anh Úc. Anh Úc Bùi ha, tại xã Hưng Kính Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà mình cùng chia sẻ và giao lưu với vườn của anh Úc một số cây mai tại vườn ha. Thì cũng rất là xin lỗi cả nhà mình ha, hôm đó nay em lu bu từ đầu năm đến nay lu bu lo bán không à, rồi cái không có quay cho cả nhà mình để xem chia sẻ và giao lưu những cái vườn mai vàng của mấy anh em ha, cơm áo gạo tiền cả nhà, mấy anh em mình thông cảm ha. Có một số anh em thì đăng ký kênh của em để xem giải trí hoặc là cần chia sẻ này nọ, nhưng mà mình không có quay được, toàn là quay bán đồ nhà không à. Mấy nay em cũng rảnh rỗi ha, để đi quay cho cả nhà mình chia sẻ và giao lưu với vườn của một số anh em ha. Thì đây là vườn của anh Úc Bùi, cũng có quay cho cả nhà mình xem cũng một vài lần ha. Đây là một số cây phôi tại vườn của anh Úc ha. Thì tất cả các cây tại vườn đều có giao lưu hết nha cả nhà. Thì cái này em chỉ quay từng cây cho cả nhà mình xem thôi, còn cái giá cả thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp cho anh Úc, rồi anh Úc sẽ gửi hình rồi gửi video từng cây cho cả nhà mình xem ha. Trước mắt em là một cái cây gốc nhớt ghép rất là già mùa nè, anh em thấy không, to đùng ha. Thì do cái lúc này cũng mới vừa qua Tết, ngày mai mới đôn lại, nó chỉ ra chưa có được tùm không ha cả nhà. Giờ chủ yếu là mình xem phần gốc phần đế thôi. Đây một cây gốc nhớ cũng ghép rất là lâu năm nè, cây này cũng hàng chục năm đó cả nhà, được anh Úc cắt bonsai ha, cắt bonsai rất là duyên ha, cũ thương ghê chưa. Thì ở đây em chỉ quay để cho cả nhà mình giao lưu với các nhà vườn khác thôi, chứ em không có tham gia mua bán nha cả nhà. Đây cây gốc nhớ cũng rất là đẹp nè. Thì trong những ngày gần đây thì em sẽ đi quay một số cái vườn mai của mấy anh em ở Chợ Lách, Bến Tre để cho cả nhà mình cùng giao lưu ha, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm. Thì đa phần các cái nhà vườn ở đây thì cái kinh nghiệm ta rất là lâu năm ha, kỹ thuật nuôi này nọ, thì mấy anh em cứ có cần thì cần mà cái cách học, cái cách chăm sóc hoặc này nọ đó thì liên hệ trực tiếp chỗ mấy anh em, không có ai mà làm hẻm không chỉ đâu ha cả nhà. Dù mấy anh em nào mà chưa có rành về cái cách chăm sóc này nọ đó, thật chất mấy anh em ở dưới quê thì rất là nhiệt tình, chủ yếu là mình có làm đúng như mấy anh em chỉ hay không ha. Cái kỹ thuật thì chỉ thì nó dễ rồi, nhưng mà khi mà mình làm, ví dụ mình tưới phân hoặc là xịt thuốc nó có điều độ hay không ha, nó là một vấn đề nữa. Đây là một cây gốc nhớt ghép cũng lâu năm cả nha. Thì cũng có một số anh em nghe cái từ gốc nhớt mà không biết là gốc nhớt nó là sao, nó là cây là như thế nào ha. Thì gốc nhớt là nó, cái nói nôm na là nó là dễ hiểu nhất là cái cây non nhớt. Non nhớt có nghĩa là lúc mà nó còn nhỏ cỡ điếu thuốc nằm trong cái bịch đó là mấy anh em đã ghép rồi ha, chứ không có qua quá trình mà xuống đất trồng rồi mới bứng lên ha. Rồi ghép mình lâu năm thì nó liền cốt như thế này cả nhà, nó như một cây rin luôn rồi, nên mình nhìn nó liền lạc, nó không có mặt thẹo, nên cái giá trị thẩm mỹ nó cao. Thì do đó thì cũng có rất nhiều anh em ưa chuộng những cái dòng gốc nhớt ha, những cái cây gốc nhớt, với lại những cây mà nó to gốc nhớt mà ghép lâu năm thì nó lên cái màu bông nó đẹp lắm, màu bông nó đậm hơn cho những cây mà mình ghép 1-2 năm này nọ thì cái bông nó không bằng, nên được nhiều anh em chơi mai thích đó cả nhà, giá trị nó cũng rất là cao. So ra một cây gốc nhớt, ví dụ như cây này tầm 30 hoành đi, thì mình mua cây phôi ngoài thì nó rẻ rẻ, nhưng mà cây này thì giá nó rất là cao cả nhà. Còn cái vấn đề giá đây thì anh em nào có nhu cầu á thì liên hệ trực tiếp chỗ anh Út nha, thì anh Út báo giá tiền cây ha. Đây có cây mai kỳ gốc nhớt đẹp lắm à. Thì nói về để làm mô hình mà để phát triển kinh tế, nếu như mà một số anh em ở những cái địa phương khác mà
có muốn mà chuyển đổi cơ cấu để làm kinh tế thì cái cây mai vàng nó là một trong những cái cây mà để chúng ta nên suy nghĩ lựa chọn ha cả nhà. Nó là nó phát triển kinh tế rất là cao luôn. Để mốt em quay một số nhà vườn khác nữa cho mấy anh em mình xem. Thì một năm cái vườn nhỏ nhỏ thôi, ví dụ anh em mình có được khoảng công đất, vừa mình để hàng chậu với vừa để xuống bồn vậy thì mình được chừng công đất, thì mỗi năm nếu như mà chúng ta chịu làm hoặc này nọ thì mình thu nhập tầm vài trăm triệu tới một tỷ thì cái đó nó không có khó. Cái này thì em không có nổ dùm hoặc này nọ, nhưng mà thật chất là nó là như vậy cả nhà. Nhưng mà mình phải nuôi đúng cách, đúng bài bản nha. Còn mình nuôi mà cho có như người ta thì muốn để có kinh tế thì nó rất là khó. Đây là một cây gốc nhớt giác cũng rất là lâu năm này. Cái này nó không có đế, nhưng mà cái dàn cốt xưa người ta sửa nó. Cái này ghép rồi nha cả nhà. Trước mắt em là một cái cây mai ghép nha cả nhà, chứ cái này không phải cây mai nguyên thủy nha. Cây này là cây mai ghép dảo Bến Tre. Cả nhà coi cái màu lá nè, rất là tốt, xanh đậm luôn nè cả nhà. Cây dảo Bến Tre, cây xương cành nè cả nhà, tuyệt vời chưa. Cây này ghép rất là lâu năm rồi nè. Dảo Bến Tre thì cũng có một số anh em đã biết rồi, còn một số anh em chưa biết ha. Đó là một cái dảo thì như cái tên gọi thì nó xuất phát từ Bến Tre. Cái đặc điểm của nó thì cái bông nó rất là đẹp ha, nhưng mà nó rất dễ nở hơn dảo Thủ Đức. Bến Tre nó cũng có hai dòng ha, hai dòng. Thì anh em nào có đi sâu vô cái cây mai vàng thì sẽ nhận biết ha. Đây là cũng là một cây gốc nhớt nè. Chắc cũng có nhiều anh em đã đến vườn có nốt bụi rồi. Em cũng quay cũng nhiều cái phần clip này. Nốt bụi bán cây cái giá rất là dễ chịu ha cả nhà. Mà mau lẹ nữa nên được nhiều anh em thích lắm. Tại vì cái quan điểm của người Á Đông chúng ta nói chung, hoặc đặc biệt người Việt Nam hoặc là dân miền Nam mình thì là Tết phải có cây mai chưng ha, Tết cây mai chưng. Và đặc biệt mà khi chúng ta mua cây mai về mà làm ăn được á, mua của ai mà làm ăn được á, thì cái mấy anh em mình thích cứ mua hoài. Có lúc cũng vậy, mấy anh em mua mai rồi về mà ăn được á. Nói chung đó là mỗi người ai cũng có một cái kêu bằng cái niềm tin mà kiểu như tâm linh xíu vậy đó, nên nhiều anh em nói mua cây mai của anh Út về thì làm ăn được, nên nhiều anh em quay trở lại mua nữa ha, mua lần một có mua lần hai. Đây một cây mai rất là già luôn đó nha, già kinh luôn. Cây mai nó già, nó lên cái da đẹp hết đó nha, nhìn vô cái nó cổ. Bởi vậy mấy anh em chơi cây kiển hay mai vàng cũng vậy, cái tiêu chí đầu tiên là nó già là trong các tiêu chí của cây kiển bonsai á, thì nó là đứng đầu mà, phải cổ kỳ mỹ ha. Cổ là độ già, kỳ là quái, đẹp mới đứng sau. Thì mấy ông bà xưa mình nói vậy thôi. Còn nói về cái cây mà độ mỹ, nó đạt tới thẩm mỹ cao thì nó hội tụ đủ tất cả những cái yếu tố trên ha. Tại cái này nhiều quá nên không có báo giá từng cây được, em chỉ quay qua vậy thôi. Cả nhà mình có nhu cầu á, cái bắt đầu mình chụp màn hình mình gửi qua cho bên anh Út. Anh Út sẽ quay clip kỹ từng cây báo giá cho cả nhà mình ha.
cây gốc nhớt, nhớt tàn rất là rộng luôn cả nhà ha. À, cái lô gốc nhớt lớn này gồm có 10 cây nha cả nhà. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho anh Út ha. Cái củ rất là to luôn nè. Được chưa? Đấy. Cái này cao chắc tầm nó tầm khoảng 1m2 chứ cả nhà. Tại đầu mùa chứ tới đây tới Tết mình chơi bông được, nó bung cái tàn ra to lắm. Gấp. Cái này cây cúc phải không Út? Cái này là cây mai cúc phải không? Ừ, đây là một cây mai cúc ghép từ nhỏ nè cả nhà. Cái mối ghép nè. Kinh chưa? Này ghép lâu đời lắm mà, cái da cái phần bên dưới muốn lên xù luôn. Nó không phải xù như mà bình thường mà anh em nói mai xù ha, tại vì cái này nó già, nó bong da lên thôi. Thì thông thường những cây mai ghép nó hay vậy, ghép lâu năm ở liền cốt rồi cái phần bên dưới á, cái da nó hay tróc lên, bong tróc lên xù xì á. Còn xù mà để chải hoặc là này nọ thì nó không phải cái dạng đó. Còn riêng em thì quan điểm của em thì cái cây đẹp là được, còn cái mai xù em không thích lắm, thật sự là không thích nha cả nhà. Chứ không phải mình nói này nọ tại vì em nuôi cái mai xù không được. Mấy anh em nuôi mai xù được thì thích tại cái màu da nó đẹp, em nuôi không được. Đó, cây mai này cốt cành đẹp nè cả nhà, cốt cành lực nè. Anh em nào chơi bonsai thì cây này cũng rất là đẹp. Đây cũng là một cây gốc nhớt nè. Đây là một cây mai xù. Cây này nhiêu hoành anh Út? À, cây này năm mấy gần 60 hoành nha cả nhà. À, cây xù em nói đây. Cái dạng này nó mới xù nha cả nhà. Xù. Nó chảy. Thông thường mấy anh em để ý những cây mai xù mình dễ nhận biết lắm. Mai xù nó hay bong tróc, nó bong từ những cái nhánh nè. Anh em coi cái nhánh nè. Đây. Cái nhánh nó hay thường thông thường á, những cái nhánh là nó nổi lên những cái mới đầu những cái vết nhỏ thôi, nó nứt, nó chảy nhỏ thôi, từ từ nó lan ra hết cây. Thì mấy anh em mình để ý thì sẽ thấy nè. Mỗi cái nhánh nó đều có những cái bong tróc lên nè, nhánh nhỏ thôi nó cũng có nè, các anh em thấy không? Chứ bình thường cái da bằng phẳng bình thường nó ít có lắm nha cả nhà. Có chứ không phải không có, nhưng mà hiếm. Ngay những cái nách của cái cây á, mấy cái nách của cái nhánh cây á là nó hay chảy xuống. Thì có những cái cây mai thì nó xù từ nhỏ luôn. Nhỏ thì dạng như nó mới còn nhỏ nhỏ nó đã xù rồi. Còn những cây mai thì nó lên đến một độ tuổi nhất định nó mới lên xù nha cả nhà. Bởi vậy nhiều khi chúng ta thấy những cây cái hoành nó nhỏ thôi mà nó xù hết cây, còn những cây mà nó cái hoành lớn thì nó chỉ xù mấy chục phần trăm thôi. Thì do tùy cái thể trạng của từng cái cây vậy đó, tùy cái cơ địa. Đây có một cây mai ghép rất là lâu năm rồi cả nhà. Đây. Rồi cái nồi nó thấy thường ghê chưa. Hai bên cái liệu này thì nó có hai cây mai ghép lâu năm ha. Mấy cái cốt này cốt ghép không nha cả nhà, cốt ghép không á, chứ không phải là cốt cây ghim, ghép giảo Thủ Đức ha. Đây. Hai cây hai bên nè, đem vô quậy cho cả nhà mình coi cái góc rộng đấy. Anh em nào thích thì mình rước một cặp này về chơi. Đây, cái cửa trời nè. Thì cây này đã ghép rồi, ghép lâu năm rồi. Này cũng vậy ha. Đây. Cái cành nó rất là mềm luôn.
Rồi, kế tiếp đây là một cặp cặp giảo Thủ Đức ghép già mùa nha cả nhà. Ghép này không biết bao lâu, không biết tại cái cốt nó quá lớn. Đây. Cái nồi của nó nè. Nồi nó rất là to này, nồi này khoảng 150 ha. Nồi ghế á, 150 cho lên. Cốt ghép nè, cả nhà coi cốt ghép nó tầm khoảng 25 ăn lên nè. Hoành từ chắc 40 mấy 50 gì đó. Nè, để em quay cái cặp cho cả nhà xem. Một cặp mai ghép lâu năm nha cả nhà. Thì cũng như nãy giờ em có nói, thì do cũng nhiều cây nó nhiều cỡ quá nên chủ vườn không có báo giá từng cây, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ chủ vườn ha, chứ không phải cái giá cao nha cả nhà. Thật sự mà nói thì tại vì cái chỗ anh Út là mua bán quanh năm nên cái giá nó rất là hợp lệ so với những cái nhà vườn khác ha, chứ không phải là do giá cao hay là giấu giá gì này nọ, tại nó nhiều quá mình không có báo giá từ cây được, nên mình chỉ có quay sơ cho mấy anh em xem, rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ anh Út để anh Út chụp hình rồi quay rồi đo kích cỡ cho mấy anh em xem ha. Bên này còn số cây gốc nhất. Quay sơ lại cho cả nhà mình xem ha. Rồi bên cạnh đó thì vườn của anh Út còn có một cái lô mai ghép giảo Phú Tân ha, cao tầm khoảng 2,5 m ha, tàn rộng cũng khoảng 2,5 m luôn nha cả nhà. Thì cái lô này khoảng tầm khoảng 20 cây, tàn rất là đẹp luôn, ghép cũng lâu năm rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chỗ anh Út ha. Đây có một cái cây mai tàn cũng kín mít rồi ha. Đế cũng rất là khá luôn nè. Đấy, cái lô Phú Tân nè. Quay sơ lược qua cho cả nhà mình xem, mình có anh em nào có nhu cầu á thì liên hệ chỗ anh Út. Giá cũng dễ chơi thôi. Giáp chảo Phú Tân thì nói nồng nghe nó dễ nuôi cả nhà. Nó thì nó dễ nuôi hơn Thủ Đức nha. Dòng nó rất là mạnh. Thì cái lô này em chỉ quay xương cho cả nhà mình xem thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chỗ Út ha. Em cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Thì rất mong được sự ủng hộ cả nhà ha. Cả nhà có xem có vừa ý thì xin một lượt chia sẻ hoặc là đăng ký kênh ủng hộ em ha. Rồi. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng ha. Đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha cả nhà. Dịch lúc này diễn biến rất là phức tạp ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.